em hút rất nhiều thuốc, mẹ em khóc mắt lệ nhòa, bố anh thì đi lại còn mẹ anh gọi điện thoại đến từng nhà. Nhiều ngày rồi mình không về, không liên lạc được gì cả, chỉ vỏn vẹn lại mảnh giấy. Đừng lo đêm nay con đi bê tha. Em ơi đi chích với anh, mình chích ở nơi có nhà nghỉ núi xanh. Chạy con xe anh chở em sau lưng, mình rẽ vào ngõ trên đường Trần Duy Hưng. Mình chích một phát mà coi là xã giao. Giờ nào mỗi khi anh đang mong được chích, em thì đang lo rằng anh bất lực. Ôi những thứ thích thú làm anh thấy háo hức. Mình rời thành phố chờ chỗ náo nức.